Con nghe sư thầy An Lạc Hạnh cũng nói về cái kinh Lăng Nghiêm, mà khi mà mình bị tà ma nó quấy phá hay bùa ngải vậy sư, thì mình tụng năm đệ kinh Lăng Nghiêm á, thì sẽ được cái chư thiên người ta sẽ gia hộ, người ta đánh đuổi qua cái tà ma đó đi không sư? Cái kinh Lăng Nghiêm đó là nó có phải, nó có phân biệt là cái người mà người ta tu á sư, thì phải cái người tu cao thì người ta mới tập cái kinh đó không sư? Nói chung ra người tu nào ta cũng tụng kinh đó, người tu nào cũng phải tụng kinh đó, tụng nó khuya 3 giờ rưỡi khuya nó tụng kinh đó. Dạ. Ai cũng phải tụng. Tụng cái đó để mình phá giải cái tà ma phải không sư? Tụng cái đó là một là để giải nghiệp cho mình, giải nghiệp cho chánh người tu á. Dạ. Giải nghiệp cho người tu mà rồi là có nhiều công năng khác nữa, chứ không phải là giải nghiệp không, nhưng mà nó phải đủ thời gian rồi đủ cái năng lực là mới được, chứ không phải là tụng là được. Cái người mà tại gia người ta có thể tụng được cái kinh Lăng Nghiêm chứ? Còn tại gia tu cũng được, tại nhà mình tu mình tụng cũng được. Nhưng hồi xưa tôi ở nhà tôi tụng mình giải nghiệp, tôi tụng kinh Liên Hoàn Sám á. Dạ. Tụng kinh đó tôi chạy tụng 2 tháng trời, tụng gần cả 2 tháng trời, nó ra nghiệp, nó ra cái màu hôi cái màu của mình đó. Yeah. Ra ướt hai đất này, mấy chẹt tháng này. Ra nhớt lương nữa. Dạ. Người ra đặt. Cái đó là do cái nghiệp trong người mỗi người còn nó còn. Dạ. Người tôi là nghiệp tôi nó vậy, cho nên giải đặt. Yeah, con nghe nói là khi mà cái người mà người ta đạt cái tâm đã tịnh sư, thì người ta có thể nhớ được cái nhiều cái đời, nhiều cái kiếp của mình. Như vậy là thí dụ như nếu mà trường hợp có nhiều người người ta chưa đắc quả, nhưng mà người ta khi mà tịnh tâm thì ta vẫn nhớ được cái tiền kiếp của mình đó sư? Không biết được, không người biết được không. À, không biết là do đâu cái người đó họ có duyên lành nó biết được cái không. Dạ. Tại vì có nhiều cái đạo khác người ta không phải là đạo Phật á sư, thì khi mà người ta tu, người ta đạt đến cái tỉnh nhất định thì người ta cũng biết được nhiều việc, thậm chí người ta có thần thông á sư. Người ta không tu đâu cũng đạt được, không tu nhưng mà ta tu nhiều hạnh đó. Dạ. Ta không có vào chùa, ta không có tu, nhưng mà ta ở nhà ta tu. Dạ, ta tu tại gia. Cái kinh Lăng Nghiêm sư, khi mà mình có nhiều người tại gia, nếu người ta không tụng hết năm đệ thì người ta tụng cái gọi là cái cốt lõi của kinh là những cái câu cuối sư, thì cái đó được không sư? Được, nhưng mà nó không có, nó không có được tốt, là nó không có đầy đủ trọn vẹn. Tụng hết năm kinh, năm bổn, năm cái đệ đó. Dạ. Mà mình tụng cái câu rút gọn của kinh Lăng Nghiêm thôi. Dạ. Thì nó đâu có bằng tụng năm chú. Dạ. Nhưng mà khi mà ta đạt được rồi, ta chỉ tụng năm chú, ta tụng cái câu rút gọn thôi là đạt được. Dạ. Tùy theo người. Dạ, nó cũng phải tùy theo người thôi, chứ không phải là ai cũng như ai hết. Không phải ai như ai. Ví dụ như cái câu đệ tử của tôi, tôi nói con chú nguyện cho người ta, con phải tụng chú Đại Bi 3 biến, rồi là con niệm Phật 7 biến, rồi con thổi vô trong mình đó, người ta mới tốt được. Dạ. Yeah. Thì tôi dạy như vậy, cái chuyện nó cũng đi làm vậy. Dạ. Yeah. Cái chuyện sau thời gian cũng thấy được rồi, tôi nói bây giờ con khỏi cần phải tụng nó nữa, mà con chỉ nói Nam Mô về Phật, Nam Mô Thầy, con thổi trong cái hình đó là đã đạt được rồi. Yeah. Là nó tùy theo cái thời gian, tùy theo cái
cái năng lực của từng người phải không sư? Do đó cái kinh Lăng Nghiêm thì nó cũng phải phù hợp từng cái căn cơ của mỗi người khác nhau. Bên chùa mình á sư thì thường á là mình cúng là mình cái ngày trong chùa mình á sư, mình cúng mà cái rằm hoặc là những cái lễ lớn á sư thì mình có làm sư. Có làm gì? Không, ý con nói là mình có tổ chức cúng mấy cái ngày lễ, ngày rằm nữa sư. Là mình có bên chùa mình có cúng không? Có chứ. Có cúng mình thường. Tức là rằm đấy này cúng nè. Tới 20 tháng 7 này cúng nè. Tới rằm tháng 10 cúng. Dạ. Bình thường cúng. Dạ. Nhân dịp cái tháng 7 nè sư, thì theo cái nhân gian của mình đó, người ta quan niệm là cái tháng 7 là cái tháng, ngoài cái chuyện mà nói là trong kinh nhà Phật nó là cái Vu Lan báo hiếu không sư. Thì người nhân gian, người Việt mình đó là người ta quan niệm là cái tháng đó gọi là tháng cô hồn á sư, là mở cửa cô hồn để cho mọi người ta đến đi về nọ tới kia các thứ từ cúng thí thực này nọ, thì cái đó là quan niệm sao sư có thể nói rõ? Cái đó là sự thật như vậy đó. Mà năm nay là cái như tháng 7 thì là mở cửa địa ngục, ta mở cửa địa ngục thả hết. Dạ. Thả hết dưới lên. Dạ. Ai muốn tu thì tu, ai. Dạ. Muốn quậy thì quậy. Dạ. Quậy thì ta bị địa ngục buông. Còn ai tu thì tùy theo người giải làm giải. Dạ. Cho nên là đi đường đi xá đồ cẩn thận, ma quỷ đồ nó xô, mà mình để phạt được cũng nhiều luôn. Dạ. Chị thì thường tháng 7 là người ta cúng thí thực đó là đúng không sư? Để cũng ví dụ như nhờ ma, ví dụ như con xăm một hình con cá ở trong tay đi. Dạ. Yeah. Sao ma nó nhập vô trong con cá đó. Dạ. Yeah. Rồi là nó cũng hoành hành trong người con. Dạ. Yeah. Bệnh là để chữa. Yeah. Chữa xong rồi chú biến con cá đó thành người. Yeah. Cái hành người mà chưa không biết cái đuôi đó, nó cũng vẫn còn cái đuôi. Dạ. Yeah. Có trường hợp như vậy đó, cái chừng nó đi rồi nó đuôi làm thòng nó ra, nó dướng díu khó đi, nó nói vậy, biến cho đuôi nó mắc mình nó mới. Vậy đó cũng nó nhiều cái việc nó cũng lạ. Chuyện nó lạ lùng lắm, chuyện. Yeah. Mà nói khó tin lắm. Dạ. Như vậy là cái thường là cái rằm tháng 7 là khi mình đi đường các thứ là mình nên niệm cái niệm kinh Phật, niệm cái gì thì nó phù hợp chứ, nhất cho niệm cái kinh gì chứ. Còn nói niệm đi mà hả? Không, mình khi mình đi ngoài đường á thì mình nên niệm cái kinh gì? Niệm Phật. Con niệm Phật, niệm danh hiệu Phật á sẽ lực trong người con túa ra. Dạ. Ma là cái lực âm nó không thể sát gần lại người mình được. Dạ. Cho nên người nào bị ma xô là do nó không biết niệm Phật, nó không biết gì hết cho nên ma nó xô được. Dạ. Thì là mình niệm cái danh hiệu Phật thôi, phải không sư? Ví dụ như Phật Cờ Bổn Ca. Tát hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm sao cho nó liên tục thì nó có lực, nó cũng không có mình được. Dạ. Rồi những người mà ví dụ như con nói bị trường hợp bị ma tà thứ yếm các thứ đó. Ngoài cái việc nhờ cái trợ lực là người ta giúp mình á để mình thoát ra, thì khả năng cái cơ thể của mình á làm gì để cho là cái lực nó mạnh để nó đẩy cái ma tà ra trong người mình ra sao? Thì lực mình mạnh thì mình đo niệm Phật để nó mạnh thôi. Dạ. Niệm Phật thường xuyên để mình giữ cái tâm mình trong sáng và tâm mình đó. Dạ, thì nó mạnh thì nó sẽ đẩy ra. Nếu chưa đủ lực thì phải nhờ trợ duyên của bên ngoài để người ta đẩy bắt cái ma tà này đó. Chắc hôm nay con ghé con viếng chùa cũng thọ pháp sư, cũng chúc cho sư cũng như là chư thầy cũng như là chư Phật tử trong chùa mình đây luôn luôn là thân an tâm an, gia hộ độ trì cho mọi người trong vùng. Dạ. Rồi cũng xin giới thiệu cái chùa mình cũng như là cái pháp của sư đến mọi người. Tôi cũng cầu chúc cho ông được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, mọi sự được một chí nha. Dạ. Dạ, hô Phật sư. Dạ, rồi cái dịp khác thì cũng ghé con quyến tiếp. Dạ. Quyến chùa, tại vì làm ở bên cái tỉnh xá Liên Hoa đó thì chư vị người ta biết nhiều lắm. À. Thậm chí bên nước ngoài nữa. À. Ta biết rất nhiều. Mà mình tính ra mình từ đây qua bên đó thì cũng không có xa. Mà sư lại là đệ tử của sư thầy An Lạc Hạnh nữa.
mà lại là cái người mà đi tu lúc ban đầu nữa. Đó thì vậy là cũng có cái duyên, sư với sư thầy là cũng có cái duyên, rồi con cũng có cái duyên, con ghé ở đây ghé biết sư thầy rồi biết sư đều tốt. Dạ chắc sư nghỉ ngơi con nha. Dạ sao tan giải công tác của sao. Ok ok.